đêm hôm nay không có giới thiệu bí mật nữa nha. Go! Hôm nay mình sẽ làm món heo giòn giò. Đây gì em? Ngâm nước giấm. Giòn được không á? Giòn được luôn. Giờ mình sẽ ngâm trong 20 phút nha anh em, sẽ leo khô. Leo khô ngâm giấm 20 phút rồi, giờ mình leo khô cho nó khô ráo nha. Giòn được không á? Giòn, bao giòn luôn. Không giòn đới. Không giòn cũng phải giòn. Đó, đặt hai bên leo. Thấm đẫm. Hổ giấm nó trắng tốt rồi. Leo khô bây giờ mình cho muối lên nha. Hai nghĩ thành công giòn mấy phần trăm anh hả? 80%. Tao chạy. Điều gì làm chắc chắn thế nào hả? Đúng kiểu. Đúng kiểu không? Ngày hôm nay là anh em mình ẩm thực rệt ri luôn nha. Không ngờ được ai mà giới thiệu mấy mật nha chưa? Ok. Ông cũng mới giới thiệu rồi đấy. Ủa nhưng mà mình không giới thiệu mấy mật. Nhét mấy mật được. Giờ mình không giới thiệu mấy mật rồi mát mình làm sao cho hết. Chứ sao? Phải chầm trước chút đi. Nhiệt độ 80 độ trong vòng 30 phút nha nè. Giúp điện vô giật khang nè. Ôi, rút điện mày. Đang. Rút điện ra, rút điện ra mày. Sao, nhiễm tê luôn á. Nhiễm điện. Tê luôn á. Bỏ vô nha anh em. Ê xây. Đó. 80 độ à. Trời nắng này cũng đủ 80 độ chứ cần gì bỏ không xong. Sao. Nhanh nhanh tay chút coi vô. Rút rút điện ra mày. Rút điện ra. Rút điện ra. Từ từ Kim. Điện không? Nó chạm điện. Rồi. Thôi Kim đi. Rồi. Chạm nút đi. Chạm nút chưa? Nhiễm điện vô. 30 sao? Phút. 80 rồi. Độ. Rồi, đúng điện ra. Rồi, 3 tiếng nghe các bạn. Được không em? Thành công không? Giòn không? Ôi. Không phòng nha. Được phải. Nhưng mà quan trọng có giòn không đây nè. Chắc giòn á. Coi thử cái nào. Giòn là thua luôn đấy. Cào thử cái nào. Rùm rùm không? Ôi, để em thử cái nó có giòn như lựa đồn không? Giòn. Đấy. Ừ, sư phụ dữ ấy, sư phụ em ở đâu rồi, thấy cũng cao thủ đấy. Mở đây ra. Mở da nha. Mở cái da nha. Giòn được không nha? Được không? Giòn mà hơn da. Giòn mà da hả? Giòn mà chai à? Giòn mà cứng, chứ phải da. Giòn sao da nữa? Giòn mà hơi cứng. Giòn mà cứng à? Sư phụ lạ ra. Thầy cứng hiểu. Chăm cho anh em ơi. Ủa nắng quá. Đấy. Đây là nước chấm thần thánh nha anh em. Ngập mồm đi không? Đấy. Không phải là nước mắm mực đâu. Chà, ngon nha đẹp. Không biết cái da thế ra sao. Nén quá, nén quá, chưa dám ăn à. Giòn, giòn. Sao không giỏi vậy? Ăn thịt chơi cũng giòn mà giòn. Không. Hơi chà không? Cũng ăn, cũng giòn nhưng mà nó chưa được mà mềm lắm. Tương đấu. À, chưa được sốt không? Ừ. Cái giòn mà không được sốt á, nó hơi chà chà xíu. Ngon. Mở tao tàng thương nem này. Thật mất tàng thương nem mà sư phụ quyên tình mất à. Chưa được, 4 điểm rưỡi. Đi chỗ đi, quay đi. Còn nem tàng nữa. Để bây sau à, nghiên cứu công thức gái nha anh em ơi. Công thức này chưa ổn. Học chưa hết, chưa mấy con buổi bác thực hành mà biểu. Để bữa nào anh em làm lại công thức khác đi. Công thức này chưa được.